Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Thì ngày hôm nay em Phương muốn giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây mới 5 tầng với diện tích là 34m². Căn nhà của chúng ta thì cách chợ Đại Từ cũng như Hồ Linh Đàm chỉ 100m thôi. Nếu anh chị nào mà đang muốn tìm nhà khu vực này trong tầm tiền chỉ hơn 3 tỷ thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta thì hướng chính đông với diện tích là 34m², được xây dựng 5 tầng. Từ tầng 2 chúng ta thì chủ nhà đã đua ra được khoảng độ 1m3, cho nên cái diện tích tầng 2 của chúng ta vô cùng rộng. Ngõ thì nông gần rồi. Em sẽ zoom rộng một chút cho anh chị dễ hình dung. Đấy. Đây là khu bếp của chúng ta. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lên đến tầng 2. Với những căn nhà mà diện tích 34-35m² như này mà làm mỗi tầng một phòng thì cực kỳ là rộng rồi. Chắc là em Phương cũng không phải tả kỹ nữa. Đấy. Này, căn này rất là hay. Đấy, phòng này rộng như này, sau đó lại có một ban công đây, vệ sinh trong nhé. Ban công cực kỳ rộng. Wow. Đây. Phòng khách ở đây thì thôi rồi. Đấy. Anh chị nào mà thích trồng hoa hay lan, đặc biệt bằng những anh chị nào mà chơi lan ngoài Hà Nội, những căn này hợp lý đây. Bỏ ra vài centi lan là đủ mua căn nhà này rồi. Đây. Rất là thoáng. Có thể làm vườn lan ở trước nữa. Anh chị đừng quên bấm một nút đăng ký kênh, hình quả chuông để nhận được những video sớm nhất của em Phương cũng như ủng hộ cho kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội nhé. Và đặc biệt là những góp ý của anh chị giúp cho em Phương hoàn thiện hơn thì anh chị cũng đừng ngần ngại comment xuống phía dưới cho em Phương nhé. Ở đây cũng đều có ban công hết đây. Mỗi tầng phòng rộng. Những form nhà này thì chắc cũng chỉ thiết kế được như này thôi. Này là cũng gạn hết mức rồi. Đấy, mỗi tầng một phòng rộng rãi, vệ sinh trong hết. Đấy. Khu Đại Từ này thì những anh chị biết và cũng chưa biết thì nó rất là sầm uất, đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì ở khu này cả. Đây có sảnh ra ban công. Đấy. Cực kỳ thoáng. 5 tầng. Rất gần. Rồi, cảm ơn quý chị anh chị đã xem hết video của em và xin chào và hẹn gặp lại.